dựng quê hương. Xã Bình Đức hiện có 8 ngôi chùa là chùa Đông Dương, tức chùa Lâm, chùa Mãn Nguyệt, chùa Đoàn Xá, chùa Sùng Nghiêm, chùa Thái An, chùa Vạn, chùa Phổ Nghiêm và chùa Nụ. Tiêu biểu nhất là quần thể 2 ngôi chùa Đông Dương và chùa Mãn Nguyệt ở thôn Phúc Lâm đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào tháng 2 năm 1994. Chùa Lâm được xây dựng từ thời Hậu Lê, thờ Phật dòng Đại Thừa nên có nhiều tượng Pháp. Sách Hải Dương Di tích và Danh thắng có viết về chùa Lâm, Đông Dương. Chùa được khởi dựng đầu thế kỷ 17 trên diện tích 2,7 mẫu, kiến trúc theo kiểu nội công ngoại quốc với 54 gian gồm chùa chính, nhà tổ, nhà tăng và hệ thống nhà kho, nhà khách. Theo thần tích còn lưu giữ ở chùa Đông Dương khắc vào năm 1932, vợ chồng ông Nguyễn Thế Mỹ và bà Lê Thị Đào có công lao đóng góp rất lớn dựng chùa này. Sách cũng chép, quận công Nguyễn Thế Mỹ là người tài ba được vua tin yêu và cho giữ trọng trách trong nội phủ. Khi đất nước lâm nạn ngoại xâm, ông được tấn phong đại nguyên soái ra cầm quân chống giặc. Ông là người dũng cảm và có tài thao lược nên có nhiều công trạng được triều đình phong thưởng hậu. Những năm phục vụ trong triều, phần lớn số tiền tích cóp của ông đem về quê hưng công xây dựng và tôn tạo chùa Đông Dương và mua tậu ruộng cúng chùa. Chùa Đông Dương có nhiều hạng mục gồm tam quan, tòa tam bảo, nhà tổ, hậu cung với tòa điện thờ hai ông bà Nguyễn Thế Mỹ theo cách bài trí tiền Phật hậu thần. Ngoài ra còn có tấm bia cao 2,25 m, rộng 1,33 m, trong đó có ngôi nhà tổ hình bát giác là một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt. Hai pho tượng của ông bà Nguyễn Thế Mỹ và Lê Thị Đào là những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, được coi là những tiêu bản quý của tượng chân dung thế kỷ 17. Các tòa điện thờ của Đông Dương Thiền Tự có nhiều họa tiết trang trí đẹp, nghệ thuật điêu khắc tinh xảo. Chùa còn lưu giữ 36 pho tượng cổ, tương đối hoàn chỉnh. Trong khuôn viên của chùa còn có một giếng đá cổ, đường kính miệng rộng 1,04 m, cùng với cột đá xanh, chó đá